xin chào các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của đầu đinh trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách để tạo một tài khoản tiktok ở trên trung quốc để có thể là theo dõi người khác cũng như là thả tim hay là đăng video lên nhé thì trước khi đi làm cái này thì các bạn cần tải cho mình cái ứng dụng tiktok trung quốc xuống nếu mà bạn nào chưa tải và chưa biết cách tải thì có thể xem cái phần hướng dẫn ở bên dưới cái phần mô tả của video này mình sẽ để link cách tải ở trên cả iPhone lẫn cả trên Android các bạn nhé. Thì sau khi tải xong ấy, thì các bạn mở lên cho mình. Rồi, sau khi các bạn vào TikTok rồi thì các bạn chỉ cần ấn vào một cái video bất kỳ các bạn ấn vào thả tim nhé. Rồi, thì nó sẽ bắt các bạn đăng đăng nhập một tài khoản vào. Thì đây lần đầu tiên nó sẽ hiển thị là cộng 86, tức là mã vùng của Trung Quốc thì các bạn kích vào đây. Rồi các bạn chọn cho mình là cộng 84 nhé Là mã vùng của Việt Nam Nó nằm ở tít bên dưới như này này à, Việt Nam Đây Việt Nam cộng 84 này Các bạn chọn cộng 84 cho mình nhé Tiếp theo các bạn nhập cho mình cái số điện thoại của các bạn vào đây Ở đây thì mình sẽ dán cái số điện thoại của mình vào đây Các bạn lưu ý là bỏ số 0 đằng trước đi cho mình nhé Ví dụ như là 098 Thì sẽ chỉ để là 98 thôi Rồi ok các bạn ấn vào cái nút này cho mình rồi các bạn chờ một xíu để nó gửi cái mã kích hoạt về cái máy của các bạn. Trong một số tình huống ấy, thì nó sẽ hiện ra cái mã bảo mật như này thì nó sẽ nói là các bạn cần chọn hai hình giống nhau. Thì ở đây mình sẽ tìm xem hai hình nào giống nhau là mình sẽ chọn nhé. Đây. Sau đó mình kích vào đây này. Rồi ok, bây giờ công việc của bạn là các bạn nhận uh, cái mã xác minh của nó và nhập vào đây thôi là xong. À, mã của mình là 8437 này. Mình để ở cái máy này. Rồi, sau đó các bạn đấn đồng ý ở đây cho mình nhá. Tích V này. Ở đây thì nó sẽ bắt các bạn điền một vài thông tin. Thì thì các bạn cứ nhập bừa vào đây đi. À, nếu bạn nào mà không biết những thông tin ý, thì các bạn có thể là à, dùng Google dịch để dịch dịch những cái này ra nhá. À, ví dụ như là mình sẽ dùng Google mình dịch đi. Để xem những cái thông tin này là thông tin gì. À mình sẽ dùng một cái máy khác mình dịch nhé mình sẽ vào trong google play này mình tìm ứng dụng là dịch này google translate các bạn nhé rồi mình sẽ tải xuống cái ứng dụng này rồi mình sẽ mở nó ra các bạn nhé Ở đây thì mình sẽ chọn cái mục này là tiếng Trung Quốc các bạn nhé. Tiếng Trung. Rồi cái mục này mình sẽ chọn là tiếng Việt các bạn nhé. Rồi mình sẽ ấn vào phần máy ảnh này để chụp này. Cho phép này. Rồi mình sẽ kiểm tra xem nó ở đây nghĩa là gì. rồi cái mục đầu tiên là biệt danh à, nickname ấy, mục thứ hai là ngày sinh và mục thứ ba là giới tính các bạn nhé, thì mình sẽ nhập các thông số vào đây à, tên này mình sẽ ghi là hồ Sĩ văn này, cái thứ hai là cái ngày sinh này thì mình sẽ chọn ngày sinh này, thứ hai là tháng này, thứ ba là ngày này, rồi ok mình tích vào đây nhé cái cuối cùng các bạn sẽ nhập cho mình là cái giới tính thì ở đây mình sẽ nhập đại một cái giới tính nhá mình không quan trọng đâu mình tích v này rồi mình sẽ tích vào đây để kiểm tra cái thông tin cá nhân của mình rồi ok vậy là nãy giờ thì mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách để có thể là lập một tài khoản tiktok trung quốc để có thể là đăng video lên cũng như là theo dõi người khác rồi là thả tim vân vân ba la uh, video của mình đến đây là kết thúc rồi nếu các bạn cảm thấy cái video của mình hữu ích đừng quên like, share, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần tới.